Bây giờ mình sẽ nói sự thật, thằng Ken á là con ruột của thằng Quang, để cho bác gái biết. Biết đâu có cháu nội á, thì bác gái sẽ nghĩ lại. Vì Ken á là đứa bé quá thông minh và dễ thương. Dạ bác ơi, riêng về cái chuyện này á thì con xin bác, con xin bác là giúp con giữ bí mật chuyện bé Ken là con ruột của anh Quang được không bác? Con biết á là bác đứng giữa vậy bác cũng sẽ rất là khó xử. Nhưng mà thật tình là con muốn có thêm thời gian để cho bác gái từ từ chấp nhận. Chứ bây giờ con không muốn là vì cái chuyện thằng bé Ken nó là cháu ruột đưa ra để thuyết phục bác gái. Mai làm gì nữa hả ba? Ủa công việc nhiều lắm sao thấy mệt mỏi dữ vậy con? Dạ cũng bình thường ba. Nhưng mà mẹ biết con với Hà quen nhau rồi, mẹ phản đối dữ lắm. Sáng nay nè, mẹ gặp Hà, nó nặng nó nhẹ Hà. Thật sự, con không biết phải làm sao, con khổ tâm quá ba. Tính khí của mẹ con thì con cũng hiểu mà, chắc ba sốt ruột. Vì mẹ con đã đặt kỳ vọng vào con quá nhiều. Hồi nào tới giờ á, bà nghĩ con với con Ngọc là một cặp đôi. Nhưng mà bây giờ đó, tình hình vậy đó, bà bị sốc. Cho nên mẹ con bà phản đối. Bà thấy cũng đúng. Nhưng Hà là cô gái tốt, còn Ken nữa. Bà hiểu mà, bà luôn ủng hộ con. Bà nghĩ hôn nhân á, phải có tình yêu thì nó mới hạnh phúc được. Hà, nó thật lòng, chứ nó không có suy tính gì đâu. Chuyện này á, từ từ đi, rồi mẹ con sẽ hiểu. Con yên tâm. Con cũng hy vọng là vậy. Nhưng mà từ từ đến bao giờ hả ba? Con thấy mẹ nó nặng ở nhà với Hà như vậy, con đau lòng lắm. Con rất là thương Hà. Bánh mì của anh à, cảm ơn anh nha, thấy ngon ủng hộ em tiếp nha. Rồi, cảm ơn. Em cần nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng với anh. Tính để anh làm cho. Em sáng giờ bán được nhiêu rồi? 100 mấy ổ hay sao á. Ê, em quên lấy nước sốt rồi. Khoan, để anh làm cho. Ôi, sao hôm nay quan tâm em dữ vậy? Quan tâm em như vậy thì chắc là em phải lười biếng hay là mệt mỏi cả ngày rồi. Em cứ lười biếng đi, thế giới để cho anh lo. Nè, hai người quá đáng lắm rồi đó nha. Em vô đây nãy giờ anh không thèm nhìn em lấy một lần, còn làm ba cái trò này nữa. Bộ anh coi em là người vô hình rồi hả? Em thấy anh đang phụ tin làm việc hả? Anh Quyên, Quyên, Quyên. Trời ơi, mày ăn trúng cái gì vậy? Mày chọc giận Quyên rồi kìa. Đuổi theo đi để cô ấy giận thiệt á. Kệ cậu đi. Ủa mày ăn trúng gì vậy trời? Dạ. Xin lỗi anh nha. Anh đau lắm hả? Đau chứ sao không đau? Tôi cố ý. Ủa biết không hiểu chuyện gì luôn trời. Có ai giải thích giùm tôi không trời? Ông, con chào ông. Ken đi đâu mới về hả? Dạ, mẹ chở con đi ăn gà rán. Còn mà biết ông mới tới đây á là con mang cho ông rồi. Trời đất ơi, Ken ngoan quá ha. Nè, ông có quà cho Ken nè. Dạ, cảm ơn ông. Sao bắt mày tới mà mẹ không nói với tao? Tao cũng định nói rồi, mà bác nói cứ từ từ đợi mày về. Sao, Ken thích không? Dạ thích. Dạ, con mời bác ăn trái cây. Cảm ơn con. Nào ông ơi, hồi nãy con thấy bà ở tìm người gán á, con thấy bà không được vui, vì bà còn làm cho mẹ con buồn nữa. Ken. Ken, con có đồ chơi mới rồi, hay là vô trong phòng chơi với mẹ Nga nha. Dạ, con chào ông. Giỏi. Đi con. Bác thấy gần đây con không vui vì thái độ của bác gái. Đã biết con với thằng Quang quen nhau, bác gái trước giờ nghĩ gì nói đó, lúc nào cũng muốn mọi người phải theo ý mình.
quan niệm gì môn đăng hộ đối đã ăn sâu vào tim của bác gái. Nào giờ bác gái luôn hy vọng Ngọc sẽ là con dâu, bác thì khác. Bác nghĩ con cái nó yêu ai thì người đó là dâu, là rể, chứ giàu nghèo bác không quan trọng. Dạ, con cảm ơn bác vì đã hiểu cho tụi con. Nhưng mà thật sự là con biết á, bác gái chỉ vì thương anh Quang cho nên mới như vậy thôi. Bây giờ đặt trường hợp ngược lại là con thì chắc là con cũng sẽ rất là khó chấp nhận. Bác thấy tình hình cũng khá căng thẳng, cho nên bác tính bạc với con. Bây giờ mình sẽ nói sự thật, thằng Ken á là con ruột của thằng Quang, để cho bác gái biết. Biết đâu có cháu nội á, thì bác gái sẽ nghĩ lại. Vì Ken á là đứa bé quá thông minh và dễ thương. Dạ bác ơi, riêng về cái chuyện này á, thì con xin bác, con xin bác là giúp con giữ bí mật chuyện bé Ken là con ruột của anh Quang được không bác? Con biết á, là bác đứng giữa vậy bác cũng sẽ rất là khó xử. Nhưng mà thật tình là con muốn có thêm thời gian để cho bác gái từ từ chấp nhận. Chứ bây giờ con không muốn là vì cái chuyện thằng bé Ken nó là cháu ruột đưa ra để thuyết phục bác gái. Lỡ như bác gái mà không chấp nhận á, thì thằng nhỏ nó sẽ tủi thân và nó buồn dữ lắm bác. Bác biết rồi, con cần gì cứ tìm tới bác. Con biết mà, bác và mọi người luôn luôn vẫn yêu thương và ủng hộ con. Con cảm ơn bác nhiều lắm.